đám dân chủ đang hò nhau chia lửa với Bình Thuận. Diễn biến hai ngày qua ở vùng đất Bình Thuận nắng cháy, khốn khó đang khiến bất cứ người dân có trách nhiệm với đất nước đau đớn. Dân nổi loạn tấn công vào cơ quan đầu não của tỉnh, kể cả trụ sở công an, quân đội. Hàng chục chiến sĩ công an bị thương tích, hàng trăm phương tiện công ích bị thiêu rụi. Cả tỉnh này như một chiến trường khiến bất cứ ai nơm nớp no về một city ở Việt Nam. đang hiện hữu khi người dân dường như không biết đúng sai, không kiểm soát được hành vi, chỉ biết đập phá cho hà lòng hà dạ. không biết những người dân đang say cơn đập phá đó có biết đến dự luật về đặc khu nó mô tê như thế nào. lời kêu gọi yêu nước bằng xuống đường biểu tình thực sự đến từ đâu? họ đang bị dẫn dắt bởi cái gì hay không? lúc này chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan công an về thế lực nào đứng sau các cuộc bạo loạn này. Nhưng thứ mà tôi thấy rõ nhất là đám dân chủ ở thủ đô và các thành phố lớn cũng như đồng bọn của họ từ Mỹ và hải ngoại, đám nhận danh tri thức, yêu nước, đám ngày ngày cổ suý cho việc bài trung thoát hán, thân Mỹ, cổ vũ cho người dân xuống đường cứu đất nước kia, đang cổ vũ nhiệt tình cho nhóm dân nổi loạn ở Bình Thuận đang hò nhau chia lửa với Bình Thuận đang thổn thức vì dân Bình Thuận thất thủ. Chính quyền đã dẹp loạn thành công, rồi chúng chỉ bới lực lượng đối lập yếu kém, không biết tận dụng cơ hội này để chia lửa với Bình Thuận. Đám trí thức yêu nước như Hoàng Hưng mới đây tìm kiếm tinh thần cách mạng ở Đồng Tâm, viết bài ca ngợi sức mạnh của Internet, của Facebook, còn hơn cả vũ khí trên chiến trường, giúp họ chuyển yếu thành mạnh, chuyển thế nhượng phong. Nguyễn Quang Nga bận bịu với cùng với đám thân hữu voi thúc dục đồng bọn tập trung vào tẩy chay, ngăn chặn dự luật an ninh mạng và không quên chia sẻ các bài viết của đám đệ tử đổ lỗi chính quyền bắt bớ những kẻ biểu tình mới là nguyên nhân dẫn đến bạo loạn, tố cáo chính quyền đang sử dụng lực lượng truyền thông mở đường chân áp những kẻ bạo loạn ở Bình Thuận và kêu gọi thế giới và cộng đồng cứu những kẻ bạo loạn kia. Tẩm lậm nhất là ông ta vận dụng bạo loạn này để trách móc chính quyền đã bắt bớ đồng bọn của ông ta và kêu gọi gây quỹ cho quỹ lương tâm một loại quyên tiền nuôi dưỡng cho đồng bọn và thân nhân của họ khi bị khi họ cho rằng bị chính quyền đàn áp ông ta lấy ví dụ về anh hùng dân chủ đã làm nên các cuộc cách mạng đổi máu cam quyết thành công để ca ngợi thủ lĩnh dân chủ để tấn công chính quyền đã không biết sử dụng những kẻ này ổn định bạo loạn kiềm chế dân còn đây là những đồng bọn của ông ta đang khát cổ bỏng họng, hò nhau chia lửa với Bình Thuận, hò nhau làm cách nào để cứu vãn được các cuộc bạo loạn ở Bình Thuận không bị dẹp tan, kêu gọi người những người lính cảnh sát cơ động trở về với nhân dân. Thật đáng ngại, thật đáng sợ cho những kẻ mang danh nhân dân trí thức núp dưới cái mác đấu tranh dân chủ ôn hòa bất bạo động, nhưng thực chất là kẻ bảo vệ hết mình cho đám tay chân bạo động đòi quyền tự do ngôn luận mà chúng tha hồ kích động dân nổi loạn khi tăng tóc xảy ra thì chúng tiếp tay cho đám nổi loạn bằng việc tấn công vu cáo bịa đặt chính quyền đã không biết chấp nhận đa đảng đã đàn áp dân chúng ra sao ca tụng và giàn dựng tượng đài cho đồng bọn như anh hùng vãn hồi trật tự hay ai còn dám khinh thường những kẻ đầu lĩnh lắm mưu toan và thủ đoạn thế này Chúng từng hết mình kích động biểu tình ở thủ đô và cả các thành phố lớn, ca ngợi anh hùng đồng tâm khi đã rào chiến khu giữa lòng thủ đô, ca tụng hết mình và truyền tải những truyền tải hết mình những chiêu thức để vô hiệu hóa chính quyền, lực lượng vũ trang để nhân rộng mô hình đồng tâm ra khắp cả nước. Giờ đây, chúng mưu toan sử dụng bạo lực, bạo loạn ở Bình Thuận để răn đe chính quyền không được thông qua luật an ninh mạng để bịt miệng chúng và dựng hình tượng thủ lĩnh dân chủ đã bị nhập kho. Nói dại, chứ nếu vừa qua công an không làm bệnh tay cho số lượng khá lớn thủ lĩnh dân chủ ở thủ đô thành phố hồ chí minh vùng nghệ an hà tĩnh nhập kho thì chắc gì những ngày nay giải đất miền bắc được yên ổn lửa từ bình thuận không lan đi khắp nơi